Hello mọi người, hôm nay Dúc sẽ giới thiệu đến mọi người cái combo này nha. Là nếu dành cho chị em nào mà muốn đẹp da nè, chống nắng nè và đặc biệt là trắng da nha. Thì cái combo này là đang hot hit trên thị trường lắm luôn. Đó là cái dòng Triple White này nha mọi người. Và cái vitamin C thì cái dòng Triple White này đó là một cái loại viên uống trắng da chống nắng cao. Và nó là một dạng công nghệ mới nha mọi người. Được chiết xuất từ cái cây, cái tinh chất của cái cây dương sĩ Trung Mỹ á. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem nha, cái viên của nó như thế này nha mọi người. Một hộp của nó là có 50 viên, một ngày mình uống 2 viên như thế này nha. Thì mình uống một cái liệu trình của nó là 3 tháng đến 4 tháng thì nó sẽ giúp cho da của mình bật lên ít nhất là 3-4 tông nha mọi người nha. Thì mỗi một ngày mình sẽ kết hợp một viên vitamin C cùng với 2 viên Triple White này. Triple White này một ngày mình uống 2 lần, buổi sáng và buổi trưa hoặc là buổi chiều uống sau ăn nha mọi người nha. Đây thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái công dụng của em nó cho mọi người xem ha. Đây mọi người xem, đây là cái Triple White này á, thì nó được chiết xuất từ đầu tiên á, là từ cái chất Glutathione 1000 mg. Nó sẽ kích thích sản sinh melanin sáng. Thường là da mình á, nó sẽ bị cái melanin sậm màu làm cho cái da mình sậm đi. Nhưng mà cái này nó chứa cái Glutathione 1000 mg lận. Nó giúp cho cái melanin, là cái melanin trong da mình á, là nó là cái dạng melanin sáng. Nó giúp cho da mình sáng lên, giảm đi quá trình hình thành các hắc tố, các hắc tố melanin. Hắc tố melanin là những cái melanin làm sạm da đó mọi người. Nó chống chọi lại, nó giúp cho da mình sáng lên ha. Rồi nó có cái Block 350 mg, có tác dụng là chống nắng và tránh nắng và các ánh sáng xanh hiệu quả bậc nhất hiện nay luôn á mọi người. Và thêm một cái nữa ha, đây nè mọi người xem cái trong đây nó, cái thành phần nó có nè, nó có cái Bunica nè mọi người thấy không. Bunica Gannatum, đó là chiết xuất từ lựu đỏ 100 mg, cải thiện các nếp nhăn, làm tăng độ đàn hồi và cấp ẩm, tránh tình trạng sạm da và cấp ẩm cho da nha mọi người. Đây thành phần có sẵn ha. Công nghệ này là công nghệ mới nha, rất là hiệu quả nha. Mà mọi người phải kết hợp với vitamin C, bởi vì vitamin C nó là tiền collagen. Có nghĩa là khi mình đưa vitamin C, nó là một trong những thành phần giúp cho da mình sáng lên, chống lão hóa cực kỳ cao, tăng sức đề kháng cực kỳ cao. Và khi nó kết hợp với cái viên uống trắng da chống nắng này thì cái hiệu quả nó sẽ tăng lên gấp đôi nha. Ok, dành cho các bạn mà da ngăm, chai sạm, sức kem hoài, không có trắng thì mình thử uống cái combo này 3 tháng giùm em nha. Bây giờ em sẽ uống đây, sẽ uống một cái viên này. Còn cái vitamin C mọi người muốn mà nó hiệu quả nhanh hơn thì mọi người uống loại 1000 ha, 1000. Còn nếu mà mọi người muốn ngậm thì mọi người uống cái này, ngậm cái này viên 500 nha mọi người nha. Ok, bây giờ em sẽ dùng nha. Chúc mọi người có một cái làn da thật là trắng nha và tươi trẻ nha.